con gái Hoàng My lém lỉnh trong bộ ảnh Trung Thu đầu đời. Lần đầu về Việt Nam thăm gia đình, bé Ayla nhà Á hậu Hoàng My được mẹ lưu giữ kỷ niệm với lồng đèn, bánh nướng trong bộ ảnh Trung Thu. Nhóc tỷ 5 tháng tuổi được mẹ cho lên đồ ngộ nghĩnh với bộ đồ yếm vải len, chiếc mũ đồng bộ có phần tai thỏ xinh xắn. Ayla hiện nặng khoảng 7kg và cao khoảng 63cm, mặt bầu bỉnh, đôi mắt đen láy, bé hay cười và không bị lạ người. Lần đầu về Việt Nam, em bé không bị gieo lát, ăn ngủ dễ chịu và cuốn quýt. Ông bà ngoại Á hậu Việt Nam 2010 kể bé hào hứng khi lần đầu nhìn thấy bánh Trung Thu và lồng đèn. Thích chơi với những chiếc lá chuối được dùng làm đạo cụ chụp ảnh. Hoàng My lửa khung giờ thường ngày Ayla vui vẻ để chụp ảnh. Cô bé hợp tác với ekip, tương tác tốt với máy ảnh trong không gian yên tĩnh. Mỗi khi con gái khó chịu, Hoàng My cho con bú để bé thoải mái hơn. Buổi chụp ảnh hoàn tất sau khoảng 1 tiếng, vừa đúng lúc Ayla buồn ngủ. Theo Hoàng My, con gái 3 ngày tuổi biết nhếch miệng cười, 3 tuần tuổi dần nhận ra mẹ và biết biểu cảm để phản xạ với mọi người xung quanh. Biết con thích giao tiếp, cô hay chuyện trò với con. Hoàng My thực hiện bộ ảnh để lưu giữ kỷ niệm tuổi thơ cho con gái. Chuyến này, hai mẹ con về chơi Việt Nam gần 2 tháng. Ông xã của cô do bận công việc chỉ ở lại quê nhà khoảng 10 ngày. Ngoài thời gian dành cho gia đình, Hoàng My dự định đưa bé Ayla đi biếng. Hoàng My có bầu con gái đầu lòng khoảng 1 tháng sau khi phẫu thuật túi nước lạ trong ổ bụng. Quá trình mang thai, túi nước đầy trở lại, lớn cùng thai nhi, có lúc chèn ép em bé. Á hậu trải qua cảm giác hoang mang, sợ không thể giữ được con. Cô hút túi nước thêm một lần trong thai kỳ, sinh bé Ayla an toàn, khỏe mạnh vào tháng 4 năm nay, sau 13 tiếng đau đẻ. Các bạn hãy đăng ký kênh để cập nhật thông tin miễn phí mới nhất.